Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đã có hoạt động tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn trong nước đã tham gia vào đầu tư mạo hiểm như FPT, Viettel, Vingroup, CMC. Đã có hơn 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, hơn 70 khu không gian làm việc chung trên cả nước. Hàng trăm sự kiện về khởi nghiệp được tổ chức mỗi năm và hơn 130 trường đại học có hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Số lượng startup cũng chứng kiến bước phát triển thần kỳ chỉ trong 6 năm, từ 400 startup năm 2012 tăng lên hơn 3.000 startup năm 2018, tăng gấp 8 lần. Các hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương cũng đã xây dựng và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần thúc đẩy, hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã gọi thành công những khoản đầu tư lớn và đang mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế như Foodie, Kyber Network, Tiki, Sendo. Chỉ trong vòng 2 năm, Việt Nam đã chứng kiến một hệ sinh thái khởi nghiệp đứng áp chót trong 6 quốc gia lớn nhất ASEAN lên vị trí thứ 3 chỉ sau Indonesia và Singapore. Lượng vốn đầu tư và số lượng giao dịch công nghệ được thực hiện đã tăng gấp 6 lần trong giai đoạn nửa đầu năm 2017 đến nửa đầu năm 2019. Trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 30 thương vụ có công bố lên đến 810 triệu đô la Mỹ, trong đó thương vụ lớn nhất thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính có trị giá lên tới 300 triệu đô, đứng thứ nhất trong số các thương vụ đầu tư vào các công ty công nghệ tài chính khu vực Đông Nam Á. Quy mô các thương vụ đầu tư lớn ngày càng tăng cho thấy tiềm năng hình thành các kỳ lân mới, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá trên 1 tỷ đô tại Việt Nam là rất thực tế. Những kết quả đó cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năng động trẻ trung, có sự đồng hành của chính phủ, BA ngày càng chuyên nghiệp. Chính phủ cũng đã trình Quốc hội ban hành được luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017, có quy định về khuyến khích đầu tư thông qua quỹ đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực chất đấy là hình thức đầu tư mạo hiểm. Có nghị định 38 chính phủ ban hành năm 2018, một năm sau đó. Rồi thời gian gần đây thì Thủ tướng ra rất nhiều quyết định về thúc đẩy những mô hình kinh tế chia sẻ, rồi ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong các lĩnh vực. Trong phạm vi đề án 844 mà chúng tôi triển khai thì cũng là một cái bộ khoa học công nghệ, cũng là một đầu mối để tiếp nhận những phản hồi chính sách của các nhà đầu tư, của cộng đồng khởi nghiệp, để tiếp tục đề xuất nên Thủ tướng có những chính sách cởi mở hơn nữa để đáp ứng những nhu cầu trong thực tiễn của cộng đồng khởi nghiệp cũng như nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sinh động là thế, nhưng khởi nghiệp có thành công hay không còn dựa vào chính nỗ lực của startup. Để đồng hành cùng với startup, những năm vừa qua, rất nhiều các tổ chức thúc đẩy kinh doanh ra đời, và một trong những tổ chức đó là Việt Nam Silicon Valley, gọi tắt là VSV. VSV thì hàng năm đều đặn, đều có các cái lần đầu tư. Mỗi một lần đầu tư thì từ 10 cho đến 15 nhóm được tài trợ vốn, và cái số vốn cũng tăng khá là nhiều, khá là nhanh. Ví dụ như là từ 2014 chỉ có khoảng 10.000 đô la cho một nhóm, thế nhưng mà cho đến nay là tới 50.000 đô la. Và cái kết nối nữa, quan trọng nữa, không phải chỉ có là tiền, các nhà đầu tư cũng đa dạng hơn, rồi các đơn vị tài trợ cũng đa dạng hơn. Ngoài vai trò hỗ trợ về tài chính, VSV còn là cầu nối cho các startup gặp gỡ với các nhà đầu tư, các chuyên gia trong lĩnh vực mà khởi nghiệp quan tâm và cần trợ giúp. Với vai trò quan trọng này, VSV sẽ giúp tạo ra thế hệ các doanh nghiệp mới giàu sức sáng tạo, có đủ sức mạnh, tiềm lực về kinh tế và chất xám để có thể mở rộng mô hình kinh doanh của mình đủ sức cạnh tranh với các thị trường thương mại trong nước và quốc tế. Và để hiểu thêm về sự hỗ trợ, vai trò của các tổ chức thúc đẩy kinh doanh với các startup, chúng ta hãy cùng dõi theo chương trình truyền hình thực tế Hành trình gọi vốn sau đây. Chào mừng quý vị đã đến với Hành trình gọi vốn. Chương trình được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Net Việt Truyền thông Đa phương tiện, phối hợp cùng Quỹ đầu tư Việt Nam Silicon Valley VSV tổ chức. Thưa quý vị, nguồn vốn, ươm tạo, kết nối rất quan trọng.
đó cũng mang ý nghĩa sống còn đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp. Và đó cũng chính là mục tiêu của hành trình gọi vốn để đem đến cơ hội tăng tốc kinh doanh cho những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và để có thể hiểu rõ hơn về hành trình này, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Chương trình đầu tư và ươm tạo Startup là đề án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam được điều hành bởi Quỹ đầu tư Việt Nam Silicon Valley. Những thành viên điều hành quỹ: nhà sáng lập Thạc sĩ Thạch Lê Anh, ông Hàn Ngọc Tuấn Linh, giám đốc điều hành, ông Gip Song, đối tác liên doanh của VSV, ông Phạm Ngọc Huy, giám đốc chương trình VSVA, ông Nguyễn Mạnh Tiến, giám đốc tài chính và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Sau 6 năm tổ chức chương trình đầu tư và ươm tạo Startup, VSV đã ươm tạo thành công hàng trăm doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp được định giá lên tới 31 triệu đô và gọi được số vốn đầu tư lên nhiều triệu đô la. Tháng 7 năm 2019, một hành trình mới bắt đầu. Các Startup có cơ hội được đào tạo, huấn luyện tập trung và làm việc miễn phí trong suốt 4 tháng tại VSV Corner. Nhận được sự cố vấn 1-1 từ các mentor hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Các Startup sẽ trải qua các vòng thẩm định hồ sơ, phỏng vấn online và offline với các chuyên gia, phỏng vấn trực tiếp với hội đồng các nhà đầu tư, thẩm định giá và đàm phán, 4 tháng ươm tạo. Kết thúc chương trình là các chuyến gọi vốn trong nước và nước ngoài. Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang có mặt tại Quỹ đầu tư VSV, nơi đã tạo nên rất nhiều thành công của những startup trẻ. Và ngay lúc này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị không gian và không khí làm việc của vòng đầu tiên, vòng tuyển chọn hồ sơ. Tôi đang có mặt ở bên trong phòng làm việc của ban giám khảo. Đây chính là Investment Team, những nhà quản lý đầu tư. Và bản thân họ đã đứng sau rất nhiều những thành công, góp phần vào những doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó tạo nên những bước phát triển cho những startup. Và ngay lúc này, họ đang làm việc vô cùng căng thẳng để có thể chọn ra được những ứng viên tài năng cho hành trình gọi vốn. Còn giờ, tôi sẽ nhường lại không gian cho họ để tìm ra xem đâu là những ứng viên xuất sắc nhất của năm nay. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 7 năm 2019, các startup sẽ đăng ký hồ sơ tại địa chỉ trang web của VSVA. Sau 2 tháng nhận hồ sơ, và đây cũng là lúc bắt đầu khoảng thời gian làm việc căng thẳng nhất của đội ngũ investment của VSV. Các hồ sơ gửi đến được đánh giá đều có ý tưởng tốt, tuy nhiên để lựa chọn thì các dự án phải thể hiện được tiềm năng và mang lại tính khả thi. Chính điều đó dẫn đến những phần tranh luận giữa các thành viên trong investment team. Đây là team Little One đến từ Hàn Quốc. Thì sản phẩm của họ là thiết kế tích hợp các cảm biến IoT để sản xuất các dụng cụ chăm sóc trẻ sơ sinh mà có thể tự động thu thập và phân tích tất cả dữ liệu liên quan để giúp cho việc các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh trở nên dễ dàng hơn. Ok, thì sản phẩm của họ rất là tốt. Tức là cái khả năng của thị trường của Việt Nam của họ là họ chưa thể hiện được. Họ cũng chưa có cái bất cứ cơ sở nào ở Việt Nam cả. Mục tiêu của họ là tại sao họ muốn vào Việt Nam này? Họ muốn vào Việt Nam hay không? Tại sao họ muốn làm việc với mình này? Họ nói là định giá gần nhất của họ là 700.000. Không, nhưng mà định giá là 700.000 thì hơi vô lý so với cái này. Tại vì là cái này là cái định giá thế nhá, nhưng mà đây là cái sản phẩm gọi là, không phải sản phẩm mà gọi là họ là sản xuất, đã là sản xuất, không bao giờ có cái giá đấy. Thế đấy thì Châu nói lại nhá. Thì đây là Senatim hay Fast Food, thì họ có một cửa hàng ở chỗ nhà chung và đồng thời là họ bán hàng trên Facebook. Hầu hết thì là mô hình kinh doanh của họ tập trung vào C2C, hiện tại đã có doanh thu khá là cao, rơi vào đâu đấy khoảng 3,6 tỷ năm 2018. Nhóm này đặc biệt là có tiềm năng là tại vì là họ đã ra doanh thu lợi nhuận rồi. Chị CEO, ngoài cái việc bán đồ ăn, chị có thể tư vấn sức khỏe cho khách hàng của chị nữa. Nên là đấy là một cái điểm mạnh của Cela. Nếu mà mô hình này tập trung vào online thì thực sự là đang thể hiện là cái mô hình này nó đang uốc.
có nghĩa là nó đang bán được. Còn nếu mà mô hình này mà tập trung mà do địa điểm ở nhà chung thì chắc chắn là mình sẽ không đầu tư được. Nhóm COIA cũng đến từ Hàn Quốc thì sản phẩm của họ là máy khâu công nghiệp thông minh tiện dụng để ứng dụng cảm biến IoT kết hợp với phần mềm quản lý dựa trên nền tảng mạng LAN không dây để giúp có thể tăng năng suất so với máy khâu truyền thống lên 30-50%. Nghĩ là có thể là họ là quản lý được phần mềm nhé, họ có thể là may tự động, ví dụ người ta họ ra một cái khuôn mẫu cần may, chỉ cần nhập vào cái màn hình phần mềm máy tính của họ là nó sẽ tự động may. Thế thì đây chắc là cũng là một cái team PSV sẽ cần làm rõ hơn với họ là lý do tại sao mà họ đưa ra được cái con số là có thể tăng năng suất được 30-50%, tại vì họ cũng không nói rõ ở trong cái hồ sơ họ gửi cho mình. Họ cũng không cung cấp thông tin rõ ràng. Đây là một trong những hồ sơ mà tại vì là họ có sản phẩm rồi và họ có tiềm năng thì là mình đánh giá cao. Chứ còn về khả năng đầu tư thì cái này là vấn đề, rất nhiều vấn đề là tại vì là đơn giản là mình đánh giá cao là mình thấy sản phẩm của họ thú vị. Nhưng mà thực ra là mình cũng không hiểu là sản phẩm của họ đang làm gì. Nhóm này cho phỏng vấn thôi. Nhóm này là mình cũng nên phỏng vấn để mình tìm hiểu rõ thêm về. Đã được sự tin cho vào top 8 chưa? Không, nhóm này không top được. Nó nói không tốt được. Chào anh Huy. Chào Nguyên Anh. Em thấy là sau vài tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng trông anh có vẻ hơi phờ phạc một chút rồi. Không biết là tình hình những hồ sơ của chúng ta năm nay như thế nào và số lượng ra sao ạ? Số lượng hồ sơ thì nó năm nay được khoảng tầm 230 hồ sơ. Thì số lượng hồ sơ mà đủ tiêu chí, đủ tiêu chuẩn để mà có thể bắt đầu chấm điểm được thì là khoảng tầm hơn 110 hồ sơ. Năm nào cũng thế thôi, rất căng thẳng. Đặc biệt cái đội ngũ chấm điểm thì họ sẽ phải thường nó phải mất khoảng tầm 10 ngày trong 10 ngày để có thể chấm được cái số lượng hồ sơ đấy. Mất 10 ngày cho khoảng 230 hồ sơ đúng không ạ? Em thấy là những nhà quản lý đầu tư của chúng ta làm việc rất là căng thẳng, và đặc biệt là khi mà em đứng ngoài quan sát thì thấy các anh chị có vẻ như là có cả một chút tranh luận khi mà để có thể lựa chọn ra. Vậy thì có bao nhiêu ứng viên sẽ được bước tiếp vào vòng tiếp theo ạ? Thì dự kiến thì chúng tôi sẽ lựa chọn khoảng tầm 40 dự án để cho đến cái vòng thứ hai. Vòng 2 thì các bạn ấy sẽ được phỏng vấn online với cả các chuyên gia của bên Việt Nam Silicon Valley. Như vậy thì anh đánh giá thế nào về chất lượng của các dự án năm nay? Chất lượng của các dự án năm nay thì khá là tốt. Các dự án trải dài từ các đủ các lĩnh vực, có những từ nông nghiệp có, rồi có về fintech, về tài chính có, rồi về giáo dục có, thậm chí có những cái dự án mà nó khá là sâu về mặt công nghệ như là về AI rồi về robot. Vâng, xin cảm ơn anh và hy vọng rằng là team quản lý đầu tư của chúng ta sẽ lựa chọn được những dự án xứng đáng để bước tiếp hành trình của chúng ta năm nay đúng không ạ? Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn Nguyên Anh. Quá trình chấm hồ sơ diễn ra trong vòng 10 ngày, bởi năm nay, VSV đón nhận một lượng hồ sơ khá lớn. Sau 6 năm tổ chức, những hiệu quả tích cực của VSV cũng đã nhận được sự tin tưởng của các startup và đây cũng trở thành một nguồn cổ vũ tinh thần để họ thực hiện những ý tưởng kinh doanh của mình. Nhóm này vào vòng trong nhé. Tiếp theo sẽ là cái dự án của Minet nhé. Nhóm này thì họ mới thành lập nhưng mà họ phát triển rất là nhanh. Cái số lượng, cái doanh thu họ khá là cao. Còn ngoài ra thì những cái thị trường thì anh thấy thị trường khá là lớn. Mô hình kinh doanh thì thực tế là nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Hưng có ý kiến gì về cái phần thị trường mấy cả mô hình kinh doanh không? Em thấy mô hình kinh doanh chả gì đặc biệt. Anh cũng không biết là họ kiếm khách hàng kiểu gì ấy. Bản thân là team của họ thì cũng không phải có quá là nhiều kinh nghiệm, cũng trẻ thôi. Nhưng mà họ làm với rất là nhiều thương hiệu lớn. Cái đấy thì không nói được gì. Cái này mình phải hỏi thêm chứ không thể biết được. Chắc kể cả doanh thu ghi số thế mà phải là doanh thu bắt nguồn từ đâu. Rồi thực sự là cái doanh thu nó ra lãi không hay là khuyến mại là chính. Với những cái thông tin mà họ đưa cho mình thì cái nhìn ban đầu thì em thấy là rất là tiềm năng. Em cũng băn khoăn có thể anh Hương là không biết là doanh thu đến từ đâu. Vừa ghi cái đấy vào nhá, thì có gì là mình sẽ hỏi.
Nhóm tiếp theo nhé. Em đã gặp Mike trong một vài cái cuộc thi về startup rồi. Founder là như là anh Ngọc. Thì em cũng nhìn thấy anh trong một vài cuộc thi và cũng nghe cái lần chia sẻ của anh cũng đã từng tiếp xúc. Thì em cảm thấy anh Ngọc là một người khá là tâm huyết. Anh ấy đang có một cái định hướng cho công ty. Thì em cũng nghĩ là mình cũng nên đưa nhóm này vào danh sách cân nhắc để vào vòng phỏng vấn tiếp theo. Cái thị trường thì rất là khó. Đồng ý, cái thị trường này nó thì cuộc chơi của những ông lớn. Nếu mà có thể làm việc với nhau thì đấy sẽ là một cái công việc của VSV, mình có thể giúp đỡ và hỗ trợ bản thân là Wike và cũng là Nhân Ngọc để đạt được cái mục tiêu của mình. Ok, anh cũng đồng ý nhá. Nhóm này vào vòng trong nhá. Cái nhóm Ukiva này thì cá nhân anh thích. Cá nhân anh thấy Ukiva có một đối thủ cạnh tranh rất lớn, đó là Facebook. Tôi thì nghĩ là Ukiva sẽ xem như Facebook là một cái công cụ hơn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Quan trọng nó phải tạo được thành network. Em nghĩ là cái việc mà team nó là rất là nhiều các cái thành viên chính mà biết về công nghệ như này thì sẽ có giải từ một cái bài toán mà nhiều startup gặp phải là thiếu những cái người tech và developer cứng. Nhưng mà họ lại gặp bài toán các startup khác gặp phải là quá nhiều người tech. Ở vote đi, anh thấy nhiều thông tin đấy. Em nghĩ là theo quan điểm của em đồng ý cho Kiva vào phòng phỏng vấn. Em thấy sâu. Em thì nào đồng ý. Mình có thể cho nhóm này vào vòng trong, ít nhất là cái tech team của họ khá là ấn tượng. Khi mà đầu hồ sơ vào VSV thì thứ nhất là theo Okiba muốn có được sự hỗ trợ của VSV, không chỉ về vấn đề tài chính mà còn sự hỗ trợ từ VSV cho đội ngũ của Okiba trong vấn đề vận hành và phát triển sản phẩm để ra thị trường. CK thì trước khi họ nộp hồ sơ vào VSV, em không biết họ là ai cả. Sau khi đọc với họ và em tìm hiểu, tất cả hệ thống của những nhà xe lớn đấy hiện tại đang được phát triển và cung cấp bởi CK. Em đang thắc mắc là về mô hình kinh doanh của họ. Họ làm cả cho B2C và làm cả cho B2B. Thì không biết là những cái mô hình đấy, hai cái mô hình đấy của họ có bị dẫm chân lên nhau không và có đang trực tiếp là cạnh tranh với nhau hay không? Thực ra là em không phải lo về vấn đề brand name B2B và B2C đâu. Tại vì là nếu mà họ không làm B2B thì họ đâu có nhà xe mà họ cung cấp cho B2C. Cung cấp cho các nhà xe thì em cảm thấy đây là cái startup mà có những cái traction ấn tượng nhất trong số tất cả các cái startup mà nộp hồ sơ vào bên mình năm nay. Thì em không nghĩ là có lý do gì mình nên loại họ cả. Anh nghĩ là nhóm này thì đấy thì cũng là một trong những nhóm sáng nhất rồi. Tôi lựa chọn Seca, tại vì Seca là một cái startup họ hoạt động được một thời gian khá là dài rồi, 2-3 năm. Họ có kế hoạch khá là rõ ràng và đồng thời là tiềm lực và những cái mô hình business của họ rất là tốt. Mình cũng vừa cảm giác như vừa trải qua một kỳ thi thôi. Coi như là mình vừa thi đậu thì mình cảm giác rất là vui. Và cũng đang hy vọng là mọi câu chuyện sắp tới sẽ rất là dễ dàng để Seca có thể nhận được sự hỗ trợ từ VSV. Thực sự là để lựa chọn bạn nào xứng đáng hơn, bạn nào loại bạn nào thì rất là căng thẳng. Theo mình thấy thì hồ sơ năm nay khá là phân loại. Có những hồ sơ tốt và tất nhiên là có những hồ sơ không tốt lắm. Đánh giá startup thì hầu hết là dồn vào founder và những cái kế hoạch tương lai của họ. Chứ còn mô hình business thì cũng tùy, tại vì là thị trường nào cũng rất là tiềm năng. Đánh giá là có những nhóm tôi loại chỉ vì đơn giản là có thể là thực sự là các bạn founder chưa nghiên cứu kỹ về thị trường và chưa có đủ kinh nghiệm để thực hiện những cái ý tưởng của các bạn ấy. Sau 10 ngày chấm hồ sơ, từ hơn 230 dự án đăng ký, VSV lựa chọn được 23 dự án tiêu biểu để vào vòng tiếp theo, vòng phỏng vấn. Vậy là sau khoảng thời gian làm việc vô cùng căng thẳng thì investment team, những nhà quản lý đầu tư của chúng ta đã lựa chọn ra được những ứng viên vô cùng xứng đáng để vào vòng tiếp theo, vòng phỏng vấn online. Để có thể biết được diễn biến của hành trình gọi vốn ra sao, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ lại chương trình vào giờ này tuần sau.